Giữa vua Hàm Nghi và thành phố Vichy là mối nhân duyên kéo dài 45 năm. Từ năm 1893 đến 1938, ông đến Vichy khoảng 25 lần để điều trị gan bằng nước khoáng. Quãng thời gian ở Vichy cũng là lúc vua Hàm Nghi tinh dưỡng, thỏa sức đam mê với hội họa ở vùng nông thôn Vendôme và có thêm những người bạn mới. Tròn 80 năm qua đời, vị vua bị lưu đày trở thành trung tâm của triển lãm mang tên ông là L'Art en exil, Hàm Nghi Prince d'Annam, tạm dịch là nghệ thuật lưu đày, Hàm Nghi Thái tử Annam, được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á và Châu Phi ở Vichy từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 3 tháng 11 năm 2024. Giữa vua Hàm Nghi lúc bị đi đày chỉ còn được giữ lại tước hiệu Thái tử Annam và thành phố Vichy có một mối liên hệ chặt chẽ. Ce lien, c'est tout simplement le fait que Hàm Nghi est venu suivre des cures thermales ici à Vichy. Mối liên hệ đó đơn giản xuất phát từ việc vua Hàm Nghi đến điều trị bằng nước khoáng ở Vichy. Bởi vì trước khi bị đi đây, ông bị mắc bệnh sốt rét lúc ở trên núi chống quân Pháp và gan của ông đã bị hỏng. Để chăm sóc gan, cứ 2 năm một lần, từ năm 1893, ông theo một đợt trị liệu ở Vichy. Sau khi kết hôn, ông tới thường xuyên hơn và gần như năm nào cũng tới. Mục đích ban đầu là đến để trị bệnh, nhưng rồi Vichy thực sự trở thành nơi nghỉ dưỡng của ông. Ông tới đây gần như hàng năm để gặp bạn bè, trước là những sĩ quan mà hầu hết ông quen trước đó ở Angers. Il prenait l'habitude de venir d'y retrouver ses amis qui étaient au départ des officiers qu'il avait rencontrés pour la plupart d'entre eux à Alger. En plus, quand il venait après son mariage, il venait sans son épouse et ses enfants. Sau khi kết hôn, ông không đến với vợ con, nên đó là khoảng thời gian ông dành riêng cho mình, cho sức khỏe và cho đam mê hội họa. Ông có các buổi trị liệu vào buổi sáng, nên hoàn toàn rảnh rỗi vào buổi chiều, và thế là ông vẫn quen ra vùng nông thôn để vẽ. Người ta biết là ông vẽ rất nhiều tranh ở Vichy. Dans la campagne autour de Vichy pour peindre et on sait qu'il a beaucoup beaucoup peint et dessiné ici à Vichy. Triển lãm trưng bày rất nhiều đồ dùng cá nhân của vua Hàm Nghi, hầu hết được giới thiệu đến công chúng lần đầu tiên. Vous voyez ici des objets personnels de l'empereur Hàm Nghi qui sont exposés pour la première fois. Donc il s'agit de boutons, des boutons d'un vêtement qui l'a fait faire à Paris. Et qui sont marqués par les deux caractères de Swan qu'il utilisait comme nom d'artiste pour signer ses œuvres et qui était son surnom, Fils du Printemps. Vous voyez ici une petite boîte en argent qui porte ces mêmes caractères de Swan. Et également la douzaine de fourchettes ici. Les objets qui sont exposés, nous avons par exemple sa pipe à eau avec laquelle il fumait le tabac. Trong số những đồ vật được trưng bày ở đây, có ống điếu và hộp đựng thuốc lào của vua Hàm Nghi. Chúng ta cũng thấy có nhiều cuốn sách chữ Hán của vua, thư từ trao đổi và những bức thư mà ông nhận được từ vua Khải Định và thần Trọng Huệ. Bộ đồ vẽ và tạc tượng được trưng bày trong tủ kính ở đằng kia. Gần đó là bộ màu vẽ của Thái tử Annam. Đó là những vật dụng hàng ngày, nhưng cũng là công cụ trong cuộc đời nghệ sĩ của ông. Những vật dụng thường nhật của nghệ sĩ được ông dùng để đi vẽ phong cảnh, để tạo hình. Voilà quel est le matériel qu'il prenait pour aller peindre dans la nature, pour sculpter, etc. Gần 90 năm sau lần cuối cùng đến Vichy trị liệu, Thái tử Annam trở lại thành phố nổi tiếng về nguồn nước khoáng, nhưng trong một triển lãm mang tên ông. Đây cũng là lần đầu tiên Bảo tàng Nghệ thuật Châu Phi và Châu Á tổ chức một triển lãm về Việt Nam, theo bà Marie-Lyne Terre, giám đốc bảo tàng. Cuộc triển lãm về Việt Nam, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng tôi đã đề cập đến Việt Nam trong những cuộc triển lãm liên văn hóa khác, vì đó phần nào là nhiệm vụ của bảo tàng, có nghĩa là đa văn hóa. Nhưng khi tổ chức một triển lãm về một đất nước cụ thể, thường thì chúng tôi sẽ đi mượn, chúng tôi liên lạc với những bảo tàng khác, gọi điện cho các nhà sưu tầm mà chúng tôi biết, nhờ đó mà triển lãm từng bước được định hình. Ngoài ra, một số tác phẩm của vua Hàm Nghi cũng được trưng bày tại triển lãm Vichy, thành phố quốc tế, diễn ra cùng thời điểm. Và Amandine Daba là người kết nối ban tổ chức với một số nhà sưu tầm. Cháu gái năm đời mong muốn công bố một bản thống kê chi tiết những tác phẩm của nhà vua bị lưu đày từ năm 1889. J'ai commencé ma thèse de doctorat.
Từ khi bắt đầu làm luận án tiến sĩ, tôi lập dần dần một bản thống kê tác phẩm của vua Hàm Nghi. Phần một của bản thống kê này nằm trong luận văn tiến sĩ của tôi. Toàn bộ một phần các tác phẩm của ông được đăng trong tập sách được xuất bản sau này từ luận văn đó. Đúng là Hàm Nghi càng nổi tiếng thì càng có nhiều tác phẩm của ông xuất hiện hơn. Có nghĩa là nhiều gia đình không biết là đang giữ tác phẩm của vua Hàm Nghi, bỗng phát hiện ra hoặc biết được rằng những tác phẩm họ có trong nhà là do Hàm Nghi vẽ hoặc điêu khắc. Dần dần tôi tập trung những dữ liệu đó để lập bản thống kê này. Dĩ nhiên một ngày nào đó tôi sẽ xuất bản bộ catalog kiểu thống kê đầy đủ những tác phẩm của ông. Nhưng tôi nghĩ là còn phải chờ thêm vài năm nữa, bởi vì chúng ta thấy đã có 19 tác phẩm được phát hiện năm ngoái, tức là năm 2023, và khoảng 10 tác phẩm trong năm nay, cho nên tôi nghĩ là chúng ta sẽ còn nhiều bất ngờ. Vua Hàm Nghi vẽ rất nhiều ở Vichy và rất dễ tặng tranh cho bạn bè, như chúng ta thấy trong đợt bán đấu giá gần đây những tác phẩm của ông. Cho nên, biết đâu một ngày nào đó, nếu một gia đình ở Vichy được biết là họ đang giữ tác phẩm của vua Hàm Nghi, có thể là nhờ triển lãm lần này. Il n'est pas impossible que des familles de Vichy se rendent compte un jour qu'elles conservent des œuvres de Hàm Nghi. C'est peut-être grâce à cette exposition qu'elles l'apprendront.